Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của eShip.vn. Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này, eShip.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen đã được eShip.vn nhập khẩu trực tiếp từ nhà phân phối. Bên ngoài chiếc box chính thì các bạn thấy là nó rất là nhỏ gọn mà thôi. Và đây là một lớp bìa giấy bên ngoài nhé, để bảo quản chiếc box chính tránh khỏi bụi bẩn nè. Nhưng mình sẽ lấy cái phần bìa giấy này ra nhé. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc box với cái lớp đệm nhung bên trên, rất là êm luôn, và tên thương hiệu nằm rất là nổi bật, Citizen. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể dễ dàng nắm bắt được. Trong quá khứ, khi mà xu hướng chủ đạo của đồng hồ di động là đồng hồ bỏ túi nhập khẩu, thì đồng hồ bỏ túi tại Nhật Bản đã được phát triển vào năm 1924 bởi người tiền nhiệm của Citizen, đó chính là Viện Nghiên cứu Đồng hồ Shokosha. Và nó đã trở thành cái sản phẩm đầu tiên của Citizen luôn. Với những chiếc đồng hồ đầu tiên của thương hiệu được đặt tên là Citizen bởi bá tước Shinbei Goto, thị trưởng Tokyo vào thời điểm đó chính là ông. Và với hy vọng rằng là nó sẽ được người dân yêu thích trong một thời gian dài. Sau đó thì tên của chiếc đồng hồ đầu tiên này đã được đổi thành tên công ty, và đến năm 1930 thì Citizen Watch Corporation đã được thành lập. Và kể từ khi được thành lập vào năm 1918, dựa trên cái khẩu hiệu là bắt đầu tốt hơn ngay bây giờ, thì Citizen đã luôn nghiên cứu và phát triển các khả năng của đồng hồ, chẳng hạn như là công nghệ quang điện đầu tiên trên thế giới có tên là EcoRide, độc quyền của thương hiệu, và đồng hồ sóng vô tuyến vệ tinh tiên tiến. Citizen cũng đã kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2018 để tiếp tục mở ra một cái tương lai rực rỡ của ngành đồng hồ Nhật Bản cũng như là thế giới. Và đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu đến từ Nhật Bản này. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nằm bên trong hộp nhé. Phía bên trong chúng ta sẽ thấy nhân vật chính sẽ nằm ở trung tâm của hộp nè, với một chiếc gối rất là êm luôn nha các bạn. Phía dưới chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng đến từ Citizen, rất là gọn thôi. Và đây, nhân vật chính của chúng ta vẫn còn mới 100% nguyên siêu, siêu mặt nè, siêu dây, quấn rất là kỹ luôn, siêu khóa cũng như là siêu đáy. Tất cả các chi tiết đều còn mới 100% nguyên siêu các bạn nhé. Và đây là phần tác sản phẩm. Thì mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên đầy đủ là Citizen Solarap hoặc Manwatch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới, sử dụng của máy pin với chức năng Solarap đến từ Citizen. Và mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là AN8168-51H, sử dụng cổ máy pin caliber 0520 đến từ chính Citizen. Và phía sau tác là chúng ta sẽ có tên thương hiệu, rất là nổi bật thôi. Một chiếc tác cực kỳ đơn giản, gọn nhẹ các bạn nhé. Và bây giờ thì mình xin phép mình tháo cái lớp siêu mặt ra cho các bạn có được cái trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời nhất trên sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Các bạn, mới 100% các bạn nha, rất là tuyệt vời luôn. Trước hết là mình sẽ chia sẻ về đường kính của mẫu này. Mẫu này sẽ có đường kính là 44mm, khá là lớn. Nó sẽ thích hợp với những bạn nam có cổ tay lớn tầm 18cm trở lên. Với độ dày của mẫu này sẽ là 12mm, nó sẽ cực kỳ nổi bật trên cổ tay của nam giới. Mặt kính chúng ta sẽ được trang bị kính khoáng cứng, có khả năng chống va đập tốt, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng là khi trầy nhẹ. Ở đây là mình chỉ nói những cái vết trầy nhẹ như là xước chỉ kim hoặc là xước lòng mèo mà thôi. Chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng này cho những cái vết trầy sâu và nặng hơn, nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính, rất là mất thẩm mỹ luôn. Vì bản chất của việc đánh bóng là bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy, cho nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này nhé. Về phần mặt số bên trong chúng ta sẽ có tông màu đen, nó mang lại cái nét huyền bí và sang trọng cũng như là nét nam tính hơn rất là nhiều trên sản phẩm đồng hồ thể thao này. Vành benzen thì chúng ta cũng sẽ có cái tông màu đen tạo nên cái sự đồng bộ hơn trên phần mặt số. Cọc số chúng ta sẽ có những cọc số la mã tạo nét cổ điển nè, và tên thương hiệu sẽ nằm ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Bên trong điểm nổi bật của chúng ta sẽ thấy đó là những cái chiếc sub dial nằm ở các góc khác nhau. Chiếc kim dây của chúng ta sẽ được đặt ở sub dial riêng biệt nằm ở góc 6 giờ mà các bạn thấy nó đang chuyển động đây. Đó chính là chiếc kim dây của chúng ta. Còn chiếc kim lớn này đó chính là chiếc kim Chronograph cho các bạn có thể đo thời gian sự kiện diễn ra nha các bạn. Chức năng thể thao. Và sub dial nằm ở góc 3 giờ sẽ là sub dial 24 giờ giúp cho các bạn có thể xác định được ngày đêm một cách nó dễ dàng nhất. Và sau cùng đây là chiếc kim 60 phút Chronograph nha các bạn, nằm ở góc 9 giờ. Nên những chi tiết này nó sẽ tạo ra một cái tính thể thao hơn và cuốn hút hơn trên cái bề mặt số này. Khả năng kháng nước của đồng hồ cũng được thể hiện ở đây, cũng như là tên bộ máy quạt nè, sử dụng pin các bạn nhé. Và khả năng kháng nước là water resistance là 50, tức là 50m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Tuy nhiên thì trong trường hợp tiếp xúc với nước, mình đã nhắc rất là nhiều lần rồi, đây là một mẫu sản phẩm đồng hồ với khả năng kháng nước cơ bản, cho nên các bạn lưu ý kỹ hai vấn đề mà thường là do thói quen sử dụng dẫn đến việc đồng hồ bị vào nước. Khi đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bạn nhớ kỹ khi đó đồng hồ đã ướt rồi, chúng ta tuyệt đối không sử dụng núm vặn chính cũng như là các nút chỉnh chronograph này.
các bạn lưu ý kỹ nha, đó là rất là quan trọng. Thứ hai là khi mà các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nước nó xối thẳng vào trong những cái nút chỉnh cũng như núm vặn này. Áp lực nước lúc đó là áp lực nước đang chảy rất là lớn, nó sẽ lớn hơn cái khả năng áp suất chịu được bên trong của đồng hồ. Với áp suất lớn bên ngoài, nó sẽ đẩy thẳng nước vào bên trong máy của chúng ta, gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước của các mẫu đồng hồ này thì rất là cao. Các bạn lưu ý kỹ để thứ nhất là đảm bảo được cái sự bền bỉ, độ tin cậy đến từ cỗ máy bên trong. Thứ hai là tiết kiệm chi phí chính bản thân mình, cái điều đó mới là quan trọng nhất nha. Trên kim thì chúng ta sẽ có lớp phủ dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng khá là tốt. Và để sử dụng tốt nhất cũng như sạc đầy cho cái lớp phủ này, các bạn cần phải phơi nắng trước đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp khoảng tầm 15 đến 20 phút để có thể sạc đầy. Và khi các bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất rõ ràng, sáng lên rực rỡ cho các bạn đọc thời gian một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Ô cửa sổ lịch ngày sẽ được dời xuống giữa góc 4 và 5 giờ như các bạn thấy nè. Tương đối là nhỏ các bạn nha. Với nền màu trắng chỉ số màu đen thì nó cũng tăng cái khả năng đọc hơn khá là dễ dàng. Tên thương hiệu vẫn được nằm ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ rồi. Và bên ngoài vành benzen các bạn có thể thấy là những cái chỉ số quan trọng như 15, 30, 45 là ba cột mốc quan trọng nhất, thì được đánh số Arabic khá là rõ ràng và sắc nét cho các bạn đọc thời gian một cách nó dễ dàng nhất. Bên ngoài phần nút chỉnh thì chúng ta sẽ có phần núm vặn chính nè, như các bạn thấy nó sẽ khá là lớn. Và phía bên trên chúng ta sẽ nút start stop dành cho chức năng chrono wrap, và phía dưới sẽ nút reset đặt lại, để mình biểu diễn cho các bạn xem luôn nhé. Khi các bạn nhấn một lần thì chiếc kim dây, chiếc kim lớn này các bạn, đó, chiếc kim mà tính thời gian theo giây, đây, chiếc kim chrono wrap sẽ bắt đầu chuyển động. Và khi các bạn muốn đọc thời gian mà sự kiện diễn ra, chúng ta chỉ cần nhấn lần thứ hai thì nó sẽ dừng lại và cái lòng đọc thời gian ngay cái vị trí này, nó dừng lại luôn nhé. Rồi sau đó khi các bạn mà muốn trả tất cả các kim về vị trí ban đầu, chúng ta chỉ cần nhấn nút reset phía dưới này, đây, tất cả các kim sẽ trả lại vị trí ban đầu. Rồi đó là cách mà sử dụng chức năng chrono wrap các bạn nhé. Về vật liệu hoàn thiện trên sản phẩm này thì chúng ta thấy từ khung vỏ, dây đeo cũng như là vành benzen thì tất cả đều là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Thế bên cạnh đó, thép 316L cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính. Tuy nhiên thì khả năng đó chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí các bạn nha. Còn đây là một mẫu sử dụng pin, chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề này. Chế tác đánh phay xước sẽ được sử dụng trên toàn bộ phần sản phẩm. Nó mang lại một cái nét cực kỳ mạnh mẽ, cứng cáp cũng như là nét nam tính hơn cho mẫu đồng hồ thể thao này rất là nhiều. Hai bên thân vỏ các bạn thấy nha, chế tác phay xước đánh rất là mịn luôn. Đây, ở cả hai bên, cho nên phay xước họ sử dụng rất là nhiều trên toàn bộ sản phẩm. Phần mặt núm vặn chính cũng như là phần nút vặn này, chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng để tạo thêm cái điểm nhấn nổi bật hơn. Và phần núm vặn chúng ta sẽ lại có một cái lớp mạ PVD màu vàng hồng rất là nổi bật, tạo thêm cái điểm nhấn trên phần thân vỏ. Thiết kế dây đeo thì vẫn là thiết kế dây đeo với dạng ba chỉ rất là quen thuộc trên các mẫu đồng hồ nam giới. Khóa sử dụng ở đây sẽ là khóa một lần gập với nút bấm rất là tiện lợi như thế này. Đây, tất cả đều còn mới nguyên siêu 100% bên trong khóa này các bạn. Siêu vẫn còn rất là nguyên vẹn. Trên mặt khóa chúng ta sẽ có tên thương hiệu Citizen được khắc sắc nét luôn. Đây các bạn thấy nha. Tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn, mới 100%. Về thiết kế mặt đáy thì vẫn là thiết kế đáy kín thôi, rất là quen thuộc ở các mẫu sử dụng pin rồi. Chúng ta sẽ có những cái thông tin như mình vừa chia sẻ cho các bạn nè. Đầu tiên là tên tập đoàn Citizen Watch Corporation. Khả năng kháng nước của mẫu này là 53, tức là 50m, trong này trên mặt số họ cũng có thể hiện nè. Japan Movement, chắc chắn rồi, cỗ máy này đến từ chính Citizen luôn. Và chúng ta sẽ có thêm một cái số series nằm ở đây các bạn. Một cái dãy số này chính là số series nè. Rồi stainless steel, tức là thép không gỉ, là những cái thông số mà mình đã chia sẻ rất chi tiết cho các bạn. Qua các quay bạn có thể thấy là sản phẩm chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước. Phía trên phần vành benzen, mặt kính cũng như là khung vỏ nè, tất cả các chi tiết đều còn trong trạng thái hoàn hảo. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn. Nếu như bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Citizen nói chung, cũng như là mẫu Citizen chrono wrap ngày hôm nay nói riêng, hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết. Các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.